Xin chào tất cả các bạn, mình là Thuần Kia Bình Triệu. Thì hôm nay mình sẽ làm video báo giá chiếc Kia Sorento 2021. Đặc biệt chương trình rất là hot trong tháng 7 này các bạn ha. Nó sẽ ưu đãi lên tới là 83 triệu đổi phiên bản luxury máy xăng nha. Thì và chúng ta sẽ được tặng bảo hiểm luôn. Thì tổng khuyến mãi đối với một số dòng xe Sorento 2021 trong tháng 7 này nó lên tới gần 90 triệu nha các bạn. Gần tới 100 triệu luôn. Đó. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tới phiên bản máy dầu, đó là phiên bản 2.2 Deluxe. Thì giá hiện tại của nó, giá niêm yết là 1.079 triệu. Chương trình trong tháng này chúng ta sẽ được giảm 64 triệu. Và chúng ta được tặng bảo hiểm thân xe nhé các bạn. Và giá sau khuyến mãi sẽ là 1.015 triệu nha. Và lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1.150 triệu. Và lăn bánh ở tỉnh sẽ là 1.132 triệu nhé các bạn. Rồi tiếp theo là chiếc Sorento 2.2 Luxury. Giá hiện tại của nó là 1.179 triệu. Và chương trình trong tháng này chúng ta sẽ giảm được 49 triệu, nó chỉ còn là 1.130 triệu nhé các bạn. Và chúng ta cũng được tặng bảo hiểm thân xe nhé các bạn. Và lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1.283 triệu và tính sẽ là 1.265 triệu nhé các bạn. Và với chiếc xe Sorento 2.2 Premium giá niêm yết là 1.279 triệu, trong tháng này chúng ta sẽ được giảm 48 triệu nha. Nó chỉ còn là 1.231 triệu thôi. Và chúng ta sẽ được tặng bảo hiểm thân xe quy đổi 17 triệu. Và lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1.384 triệu và ở tỉnh sẽ là 1.366 triệu nhé các bạn. Rồi chúng ta sẽ tới phiên bản hot nhất, đó là phiên bản 2.2 Signature 6 chỗ. Thì chúng ta sẽ được lăn bánh là 1 tỷ, giá niêm yết sẽ là 1.349 triệu và chương trình giảm giá sẽ là 43 triệu và chúng ta được tặng bảo hiểm là 17 triệu nhé các bạn. Thì giá niêm yết, giá xuất ra đơn sẽ là 1.306 triệu và lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1.466 triệu nha. Và chúng ta làm bánh ở tỉnh sẽ là 1.448 triệu. Đó là hot, nó cũng giảm khá là tốt chương trình so với hồi tháng trước nhé các bạn. Đó, rồi chúng ta sẽ tới phiên bản tiếp theo, đó là phiên bản máy xăng. Thì đối với phiên bản máy xăng 2.5 Luxury thì chúng ta sẽ được giảm là tổng là giá nó niêm yết là 1.099 triệu. Chúng ta sẽ được giảm 83 triệu và chúng ta được tặng bảo hiểm nhé các bạn. Giá sau niêm yết sẽ là 1.016 triệu. Và lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1.151 triệu và ở tỉnh sẽ là 1.133 triệu nhé các bạn. Đó, rồi đối với bản Sorento 2.5 Premium máy xăng thì giá nó niêm yết là 1.179 triệu và chúng ta sẽ được giảm 20, nó chỉ còn là 1.159 triệu nha. Và lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1.292 triệu và chúng ta được cũng được tặng bảo hiểm luôn nhé các bạn. Rồi chúng ta sẽ tới phiên bản máy xăng 6 chỗ, giá niêm yết là 1.299 triệu và chúng ta được giảm 30 triệu là chỉ còn là 1.269 triệu thôi. Và lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1.424 triệu và lăn bánh ở tỉnh sẽ là 1.406 triệu. Còn đối với bản máy xăng 7 chỗ thì bản Signature sẽ là 1.279 triệu và lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh sau khi khuyến mãi là 1.402 triệu nhé các bạn. Đó. Thì tất cả các phiên bản chiếc xe Sorento chúng ta sẽ được tặng phim cách nhiệt Luma, sẽ được bảo hành 5 năm nha các bạn. Thảm chân, túi cứu hộ, tấm lót cốp và dầu 35 lít nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ chặn khuyến mãi dòng phim Luma, dòng phim rất là cao cấp của bên em nha các bạn. Nó cách nhiệt rất là tốt. Đó thì bên cạnh đó thì dòng xe Kia Sorento trong tháng này chúng ta sẽ được nâng cấp một số option rất là hay nha. Chi tiết thì các bạn liên hệ em theo số điện thoại là 0962 385 818, em là Thuận nha. Em tư vấn tại tư vấn showroom Kia Bình Triệu. Thì đối với dòng Sorento các bạn biết thì nội thất nó sẽ là nội thất màu kem. Đó. Và nó sẽ thiết kế rất là sang trọng với các bạn, về giống như là núm xoay này, rồi về ngoại thất, rồi trang bị lốp Michelin rất là êm. Đó, về ngoại thất thì nó sẽ được ấn tượng bởi cái cụm đèn hậu đây, rồi cụm đèn hậu dạng LED, nó dạng hình. Nó về ngoại thất thì Sorento luôn có những điểm khác biệt rất là lớn với dòng xe khác, nó mang tới những cái ấn tượng rất là đặc biệt, mạnh mẽ, sang trọng cũng như rất là tiện nghi. Đặc biệt Sorento trong đó. Rồi chính sách bảo hành của dòng xe Sorento sẽ được lên tới 5 năm và không giới hạn km nhé các bạn. Thì các bạn có thể yên tâm về chính sách bảo hành của dịch vụ. Về hệ Sorento thì các bạn sẽ được trải nghiệm với hệ thống dịch vụ ở tất cả các tỉnh toàn quốc. Thì đối với khi các bạn gặp sự cố hoặc là khi các bạn muốn bảo trì bảo dưỡng ở tất cả tỉnh nào thì về ưu đãi bảo dưỡng cũng như là về chăm sóc khách hàng nó y chang nhau nhé các bạn ha. Đó là một điểm rất là ưu điểm rất là lớn đối với dòng xe Kia. Đó là đối với hệ thống showroom rộng khắp toàn quốc. Đó. Rồi. Đó mình báo giá chương trình của dòng xe Sorento 2021 chương trình trong tháng này nhé các bạn ha. Để biết thêm chi tiết thì các bạn liên hệ em theo số điện thoại là 0962 385 818, em là Thuận, tư vấn bán hàng tại showroom Kia Bình Triệu nha.